Nhà ông Kiên thì nó lắm rắn thế. Đéo chắc có đôi gì đéo nào. Đây. Đây. Vàng ươm chưa? Đó địt mẹ mày nó nị. Tối thì ra vườn mà hái rau nó đớp cho phát thì thôi. Toàn muỗi là muỗi nhà toàn muỗi. Toàn muỗi với rắn thế này. Tí nó chân này này. Bắt đi bắt đi. Ừ. Đấy, làm một con nón đâu mày. Đưa đưa, đưa đi cầm. Đấy là nón rắn. Kẹ nhà ôm tùm. Cẩn thận đấy, đi kẹ nó cắn đấy. Ôi tao sợ mày đấy. Mẹ. Ôi, anh nhìn thấy sợ lắm. Rắn này nhìn khiếp lắm. Ôi, tệ. Ngứa quá, mũi đốt ngứa quá. Dạ. Yeah. Lòng. Cúi đầu. Buộc không à? Ê, đi chị. Toàn hồi. Thôi, xin chào bà con nhá. Đã bắt được một chú rắn rồi.